bé trai kìa. Ừ đúng rồi, mà có gì đó sẽ sai ấy mày ạ. Sao lại 1 cộng 1 bằng 3? Có đúng không ấy? Đúng rồi mà. Thế không bằng 3 thì bằng mấy? Tao tưởng 1 cộng 1 bằng 2 chứ. Thế là bằng 3 à? Đây là giấy khen học sinh giỏi nhất của đất, nhà trường dành tặng cho em Sắn. Đây, cả lớp vỗ tay nào. Lớp trật tự nghe cô nói nha. Ngày mai là bắt đầu kiểm tra học kỳ rồi, nên là các em về phải nhớ ôm bài thật kỹ vào, không là đến lúc mà không lên được lớp ấy, đừng trách cô nhá. Dạ vâng ạ. Còn em Sắn? Dạ cô. Các bạn trong lớp ai cũng nộp tiền học phí cho cô hết rồi, còn mấy em là chưa có tiền học phí cho cô nhá. Mai đi về nhớ bảo bố đưa tiền cho em để em mang lên cho cô nhá. Dạ vâng ạ. Lêu, cái thằng nhà nghèo đã không có tiền còn đòi đi học. Sắn ơi, tao hỏi thật mày nha, nhà mày nghèo như thế này ấy, tiền học phí cũng không nộp được, thế ở nhà hai bố con mày lấy gì mà ăn ấy? Hay là hai bố con mày cạp đất ăn ấy? Kệ tao, tao ăn gì cũng được, tao không ăn của nhà chúng mày là được. Nào, bạn khoai với đại ca trêu gì bạn Sắn đấy? Cô biết là nhà các em giàu rồi, nhưng mà giàu ấy không phải lên lớp để tinh tướng và khinh thường bạn bè đâu nhá. Vì bạn Sắn kìa, tuy nhà bạn ấy nghèo nhưng mà bạn ấy rất là nỗ lực trong học tập. Hiện tại kết quả trong học tập của bạn ấy rất là tốt, không giống như hai em. Cả nhà mình giàu, lên lớp học hành chả đâu vào đâu, toàn làm cô thất vọng thôi. Hai em ấy cần phải học hỏi bạn Sắn nhiều vào, không phải ở đấy mà khinh bạn ấy đâu nhá. Dạ vâng. Thôi hết giờ rồi, các em nghỉ đi. Chúng em chào cô, chúng em đi về ạ. Sắn ơi, nhớ mai mang tiền lên nộp cho cô nhá. Dạ vâng cô ạ. Bố ơi, con đi học về rồi ạ. Con trai của bố đi học về rồi ạ. Mà bố ơi. Gì con? Mai bố cho con tiền, con đi nộp học phí cho cô giáo nhá. Lại nộp tiền học phí à? Vâng ạ. Bây giờ thì bố lấy tiền đâu ra hả con ơi? Bố đã bảo rồi, nhà mình nghèo thế này, bố không muốn cho con đi học đâu. Nếu mà cô giáo đòi tiền như thế thì chắc là con không đi học nữa nhá, ở nhà với bố rồi nhá. Không, con muốn đi học cơ. Con không biết đâu, bố phải lấy tiền nộp cho con đi học, sau này con phải làm công an. Nhà nghèo thế này, kiếm cái ăn cho con bố đã khổ lắm rồi, còn đòi làm công an nữa. Thế phải nộp bao nhiêu tiền? Dạ 40.000 bố ạ. 40.000 à? Đây bố xem nào. Đây, bố có 30.000, còn thiếu 10.000 nữa. Bây giờ con lấy cái túi bóng kia ra ngoài đường để nhặt ve chai nhá. Xong là bù vào đây 10.000 nữa để mai mang lên nộp cho cô nhá. Muốn học ấy, muốn làm công an ấy thì phải chăm chỉ vào. Mình không giàu như bọn nó thì mình phải chăm chỉ lên nhá con nhá. Nhớ chưa? Đây, cầm cái này đi. Xong là ra kia lấy cái túi bóng đi ra ngoài đường để cặp ở nhà đi. Nào, lấy cặp về đây cho bố cất nào. Đấy, đi đi. Cặp còn rách hết rồi này. Cặp này mua được 3 năm rồi, hỏng hết cả cái xét của nó rồi. Số sao mà khổ thế. Có thằng con trai học giỏi thế này mà không có tiền để cho nó học. Ôi, bé trai kìa. Đói thế nhở, đói quá. Đi học về mình còn chưa được ăn cái gì mà đã phải đi nhặt ve chai. Hình như mình còn nước gì mà. Đấy, con đi đây. Ui, may thế.
Ước gì nhà mình giàu như nhà hàng khoai với hàng đại ca nhở. Mà nó về chỉ việc ăn với ngủ thôi. Mình mới về còn chưa được ăn cái gì đã phải đi nhặt ve chai rồi. Về còn phải lấy rau lợn nữa. Bố ơi, con bán ve chai được 10.000 rồi này. Đâu bố xem nào. Ôi, con trai của bố giỏi quá. Mà có phải ngày mai hội con thi học kỳ đúng không? Đúng ạ. Thế thì con ra kia để ôn thi đi. Để mai còn làm bài kiểm tra tốt nhá. Vâng ạ. Đây, cầm cái số tiền này mai đi nộp cho cô nhá. Vâng. Ra kia ôn đấy nhá. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 5 bằng 10, 4 cộng 4 bằng 8, 10 cộng 5 bằng 15, 5 cộng 4 bằng 9, 3 cộng 3 bằng 6, 4 cộng 1 bằng 5. Tao đến rồi đây. Thế đồ ăn của mày đâu? Đây, tao có cánh vịt này. Thế của mày đâu? Mày có cái gì? Đây, tao có xúc xích này. Mà mày không ôn thi à? Sời, nhà mình giàu cần gì mà phải học. Mấy cái phép tính này đơn giản thôi mà. 1 cộng 1 bằng 3, 2 cộng 2 bằng 5. Thằng Sắn nghe nhà nghèo thì nó mới phải học. Mình nhà giàu kiểu gì chạy được cái lớp. Ừ đúng rồi, mà có gì đó sẽ sai ấy mày ạ. Sao lại 1 cộng 1 bằng 3? Có đúng không ấy? Đúng rồi mà. Thế không bằng 3 thì bằng mấy? Tao tưởng 1 cộng 1 bằng 2 chứ. Thế là bằng 3 à? Thôi kệ, anh em mình ăn đi. Ngon lắm. Hai cộng hai bằng 4, 4 bằng 8, 8 cộng 8 16. Mẹ cái thằng điên kìa, đi học còn lầm bầm, điếc hết cả tai, như cái thằng ngáo ấy. Ê Sắn ơi. Gì đây? Mày lại đây tao bảo. Có việc gì đây? Nhà mày nghèo đến thế cơ à? Áo thì rách hết đây này, này, rách hết lung tung đây này. Cặp thì hỏng hết thế này cũng dám mặc đi học. Đúng là nhà nghèo thật đấy. Mà ra ngoài mày gặp thằng nào mày đừng bảo mày là bạn của tao nhá. Bạn của tao toàn nhà giàu thôi, không có thằng nào vừa nghèo vừa rách như mày đâu, nhá. Thì tao cũng chưa được nói là tao là bạn mày mà. Thì tao cứ nói trước thế. Đúng rồi, mà sao đứng gần mày thối thế? Nhà nghèo thì bỏ học ở nhà đi, còn đòi đi học, ngứa mắt tao vãi à. Tao đi học ở nhà trường chứ, tao có đi học nhà chúng mày đâu. Ấy chà chà, mày ngang phết nhở. Thế từ sáng đến giờ mày có gì để vào bụng chưa? Tao nhà nghèo, tao không có cái gì để ăn đâu. Nhưng tao nhịn được, tao không giống như chúng mày. Sáng nào cũng phải ăn bánh mì mới lên lớp được. Mày nhà nghèo thì nhịn là đúng rồi. Xem bọn tao có cái gì này. Đây, không bánh mì thì nó cũng phải là xúc xích. Thôi để tao cho nó nhá. Ô, mày cho thật à? Im để tao làm. Này, tao cho mày cái xúc xích này. Đây Sắn ơi, ăn đi. Ê, nhà nghèo gì mà tham thế. Đói đến thế cơ à? Thôi để tao ăn một tí xong tao cho mày nhá. Ăn đi khoai. Ăn đi khoai. Ngon thế nhỉ. Đây còn đoạn cuối tao cho mày này. Ờ tao xin nhá. Ơ mày đểu thế. Hết rồi mà. Ê hết rồi à? Thôi thì tao xin lỗi nhá. Giỏi nhất lớp và cô mời bạn ra đây để làm bài. Không là sợ các bạn khác nó nhìn trộm bài ấy. Đấy em sang đây ngồi đi. Cầm cả ghế. Đấy sang đây. Còn hai bạn này làm bài đi nhá. Tất cả tụi tập trung vào làm bài đi. Một cộng một bằng mấy ấy? Tao thì làm bằng 3. Mày làm theo tao thì làm nha. Không thì thôi nha. Tí bị ở lại lớp thì mày lại tại tao ấy. Thì tao cũng có biết làm đâu. Thôi mày bằng 3 tao cũng bằng 3.
Thế để cô thu xong cô chấm lửa lớp nhá. Cả lớp nghe cô nói nhá. Bài kiểm tra gồm có 5 câu, mỗi câu thì được 2 điểm. Và những ai mà được 4 điểm trở xuống thì sẽ bị ở lại lớp. Còn những ai mà được từ 5 điểm trở lên thì sẽ được lên lớp nhá. Bây giờ cô sẽ chấm điểm của bài đại ca trước. Bài 1, 1 cộng 1 bằng 3, sai. Bài 2, 2 cộng 2, bằng 4, đúng. Bài 3, 3 cộng 3 bằng 7, sai. Bài 4, 4 cộng 4 là 9, sai. Bài 5, 5 cộng 5 là 11, sai. Vậy là bài của đại ca chỉ làm được đúng 1 câu, 2 điểm nhá. Bài 5, 5 cộng 5 bằng 10, đúng. Bạn Sắn là làm đúng hết nhá, thì có cho 10 điểm. Yeah, mình được lên lớp rồi, mình được hạt tận 10 điểm, chắc về bố vui lắm đây. Bài 5, 5 cộng 5 bằng 15, sai. Làm bài thế này thì không được lên lớp rồi, làm đúng có mới 1 câu thôi, có cho 2 điểm nốt ở đây này. Vậy là cả lớp mình có 3 bạn và có 2 bạn bị ở lại lớp. Đó là bạn Khoai và bạn Đại Ca. Còn bạn Sắn là được lên lớp. Cô chúc mừng em nhá. Cô ơi, cô chấm lại bài em xem nào. Sao em được có mỗi 2 điểm? Thế này tí về bố em chả đánh em à? Đúng rồi đấy, cô chấm lại đi. Cô chấm thì không sai được đâu. Đấy là do các em lười học quá nên là mới làm sai như thế. Làm gì có cái phép tính nào mà 1 cộng 1 bằng 3, 3 cộng 3 thì lại bằng 7. Bạn Sắn là học sinh xuất sắc nhất trong lớp mình nên là cô sẽ mời bạn lên trên này để cô cho phần thưởng và cho giấy khen cho bạn nhá. Lên trên này Sắn. Đấy, đứng ở đây. Đây là giấy khen học sinh giỏi nhất của đất, nhà trường dành tặng cho em Sắn. Đây. Cả lớp vỗ tay nào. Trước khi làm bài kiểm tra thì cô cũng đã chuẩn bị đồng ý quà và cô sẽ dành tặng cho những người mà học giỏi nhất nhá. Và chính là bà Sắn. Đấy. Và đây là món quà mà cô dành tặng cho em. Đây. Em mang xuống kia ăn đi nhá. Vâng, xuống đi. Tao mượn giấy khen em à. Giỏi nhất quả đất cơ à. Kinh thế nhỉ. Cho tao xin miếng. Cái này cô cho tao ăn mà. Cô bảo ai học giỏi mới được ăn mà. Ai bảo chúng mày học giỏi.